What happens in the event that an insurance company should fail? Now, in Canada, we've been very, very fortunate that for years and years now, there have actually been no failure whatsoever. In fact, the last failure, I believe it happened in 1993. And since then, of course, we've had no failure whatsoever. But that Assurance là một công ty bảo hiểm của tất cả các công ty bảo hiểm. Doesn't mean that we can be complacent about these things. Trong cả trăm năm qua, tất cả các công ty bảo hiểm ở Canada may mắn là chưa có ai phải phá sản. Cái đợt gần đây nhất là sự suy thoái kinh tế năm 1993 thì có một số công ty thua lỗ nhưng mà cũng không có phải gọi là phá sản. So therefore, assurance is the insurance company, you might say, that in the event that the insurance company runs into difficulty and fails, how is the consumer protected? So it protects the consumer against an insurance company failure. That's the purpose of our of assurance. Cái mục đích của cái tổ chức này là để giúp bảo vệ người tiêu dùng, protect consumer, trong trường hợp những cái công ty bảo hiểm nó bị thua lỗ và phá sản. Sure. Now, depending on the product, of course, that the insurance company sells and everything else, it has different numbers. Okay. So the most common one, of course, is your death benefit. And so the tùy theo là cái sản phẩm tài chính nào mà cái con số nó sẽ khác nhau thì chúng ta phải thuộc. Tại vì khi mà chúng ta đi thi thì nó sẽ có những cái câu trắc nghiệm để chúng ta lựa chọn và chúng ta phải trả lời cái câu trắc nghiệm nào là đúng. Thì những cái con số này nó cũng không đến nỗi là quá khó. Ví dụ như bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cái death benefit, tức là khi mà bệnh người ta bị tử thì cái bảo hiểm nhân thọ sẽ trả như thế nào. The death benefit basically is 85% of the covered benefit, no less than 200,000. Họ sẽ trả 85% của cái số tiền mà chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ. Và cái số tiền đó nó sẽ không có dưới 200.000. Nếu mà dưới 200.000 thì họ sẽ trả 100%. Whichever is the higher, you know, basically. So if you're insured for $1 million, let's say the company failed, the worst case scenario is you're going to get 85% of $1 million. But if you're insured for $200,001, let's say, so 85% of 201,000, that's going to be less than 200,000. You'll get 200. Ví dụ chúng ta mua bảo hiểm 1 triệu thì chúng ta chỉ lãnh được 85% của 1 triệu là 850.000. Nhưng mà nếu chúng ta mua bảo hiểm 200.001 đồng thì chúng ta sẽ lãnh được 200.000. Obviously, if you insure for less than 200, it's 100%. So anything less than these numbers, basically, that's 100%. It's only when you have to worry about is that the amount of money involved here is in excess of these limits where the 85% rule kicks in. Up to those limits, it's just 100%. So if you have absolutely nothing to worry about at all. So the debt. Rồi những cái con số mà ông ta ghi trên bảng đây thì chúng ta đều phải nhớ ha. Thì những cái gì mà nhỏ hơn cái con số bên này á, thì sẽ lãnh được 100%. Còn những cái số nào mà lớn hơn cái con số liệt kê bên đây á, thì họ sẽ lãnh được 85%. That benefit is 85% of whatever that benefit happens to be, again, no less than $200,000. On health insurance, when we're talking about health, remember that we're not only about your extended health care plans, but travel insurance, things of that nature there as well. Health insurance thì nó không chỉ là bảo hiểm sức khỏe không mà có thể là bảo hiểm du lịch nữa. Bảo hiểm du lịch, bảo hiểm sức khỏe. Thì bảo hiểm sức khỏe có nghĩa là răng, ha, thuốc, vân vân. Còn bảo hiểm du lịch cũng vậy. Bảo hiểm du lịch là đi khám bệnh trong bệnh viện. It's the same thing. So once again, it's 85% of whatever you're covered for, whatever that benefit happens to be, once again, no less than $60,000. So what? Dưới 60.000 thì là sẽ lãnh được 100% số tiền mình mua, còn trên 60.000 thì chỉ 85% thôi. Again, up to 6,000, it's 100%. But if your plan happens to be an excess of 6,000, then it's 85% of the benefit, no less than that 6,000.
$1,000. If it's monthly income, so annuities, disability insurance, so things of that nature create a monthly payout, you might say. In that case, then once again, it's 85% of whatever the covered benefit happens to be, no less than $2,000. Về những cái hợp đồng bảo hiểm nào mà nó trả cho mình số tiền hàng tháng, monthly income, gọi là thu nhập hàng tháng, thì nó sẽ trả những cái nào dưới 2.000 thì nó sẽ trả 100% số tiền mình mua, còn nếu mà cái nào mà trên 2.000 thì nó chỉ trả 85% thôi. So once again, up to $2,000, it's 100% coverage, not to worry about. Once you get over the $2,000, it's 85% of that, no less than that $2,000 per month. Cash value insurance, that's universal life, whole life, that kind of thing there. Once again, 85% of the covered benefit. Cash value là những cái bảo hiểm nhân thọ nào mà chúng ta có đầu tư tiền và nó có giá trị tiền ở trong bên trong, thì họ sẽ dựa trên cái số tiền mà chúng ta đang có là bao nhiêu tiền. Thì nếu mà dưới 60.000 thì trả 100%, còn nếu mà trên 60.000 thì trả 85%. 5% of whatever cash value is in that policy, no less than $6,000. Once again, up to $6,000, it's 100%. After that, it's 85% of that, but no less than $6,000. Secondary funds, a little bit of a different twist. The secondary funds, 85% of the guarantee. So if you remember, Securities Fund thì tôi nhắc lại là đây là một cái dạng đầu tư mutual fund mà công ty bảo hiểm nó quản lý, chứ không phải là nhà băng quản lý. Nhà băng quản lý mutual fund nhưng công ty bảo hiểm là quản lý Securities Fund. Thì tất cả những cái số tiền mà chúng ta bỏ vào đầu tư á, thì nó sẽ được guarantee. Guarantee cái vốn không bị mất vốn. Thì cái số tiền mà họ guarantee á, thì họ sẽ, khi mà trường hợp mà họ bị phá sản á, thì Assurance sẽ bảo đảm, sẽ trả lại cho chúng ta 85% của cái số tiền mà họ bảo đảm. For secondary funds, you could have a 75% guarantee. Bất cứ cái hợp đồng nào cũng đều có cái mức guarantee 75% là cái mức thấp nhất. Còn guarantee 100% là mức cao nhất. Ví dụ chúng ta bỏ 100.000 vào đó, chúng ta đầu tư. Thì nếu mà trường hợp cái công ty bảo hiểm mà chúng ta đầu tư nó bị phá sản, mà chúng cái hợp đồng của chúng ta là guarantee là 75% của 100.000, có nghĩa là nó chỉ guarantee 75.000 thôi. Nhưng mà công ty này nó đã phá sản rồi thì Assurance này nó sẽ chỉ trả 85% của 75% của 75.000. 85% của 75.000, chúng ta lấy cái máy tính chúng ta tính thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ trả bao nhiêu tiền. Còn nếu mà cái hợp đồng chúng ta ký là nó guarantee cho chúng ta 100%, có nghĩa là chúng ta đầu tư 100.000 thì nó phải bảo đảm hoàn vốn lại cho chúng ta 100.000. Nếu mà nó thất bại, kinh doanh thua lỗ thì Assurance sẽ trả cho chúng ta 85% của 100.000, có nghĩa là 85.000. Which is your minimum, so therefore it's 85% of 75%. Basically, because that's the guarantee. The rest of it is not guaranteed. So it's 85% of 75%. Again, no less than $60,000. Same type of, because it is a cash accumulation policy. Okay, and if it's just simply a deposit, like say deferred annuity, GICs, things of that nature, there, it's the usual up to $100,000. So that would be very much like CDIC that you get in the bank. Còn cái deposit có nghĩa là tiền đặt cọc. Khi mà chúng ta chuẩn bị mở một cái hồ sơ nào đó, chúng ta sẽ phải đặt cọc. Chứ chúng ta chưa có được sự chấp thuận thì chúng ta phải đặt cọc trước. Thì sau đó công ty bảo hiểm nó mới tiến hành cứu xét hồ sơ xong thì nó mới quyết định là nó sẽ họ ký hợp đồng với chúng ta hay không. Thì cái tiền deposit nó sẽ bảo đảm cho chúng ta up to 100.000. Có nghĩa là nếu mà chúng ta deposit 1.000 thì nó chỉ bảo đảm 1.000 thôi. Nói chuyện là sáng mai 6 giờ mình đang lấy xe chạy ra ngoài có việc một chút. Có gì liên để lát xuống lấy. Okay. Thì như vậy là nó sẽ cover cho mình được 100.000. Nếu mà mình bỏ 100.000 vô thì Assurance nó sẽ bảo đảm nó hoàn lại cho mình 100.000. Còn nếu mà mình deposit một cái gì đó nó hơi nhiều, 300.000, thì nó cũng chỉ return lại cho mình 100.000 tối đa thôi. Cái đó là nằm trong cái
cái những cái gì mà Azurit nó có thể làm được thì nó chỉ là cover 100.000 thôi. Nó cũng tương đương với một cái tổ chức nữa để mà bảo đảm những cái số tiền mình bỏ vô ngân hàng, tên là CDIC. Thì CDIC á, bất cả số tiền nào chúng ta bỏ vào checking account hoặc là saving account của bất cứ ngân hàng nào trên toàn nước Canada là đều được bảo đảm có 100.000 đô la thôi. Ví dụ chúng ta mở một tài khoản mà chúng ta bỏ vô 1 triệu thì đến khi cái ngân hàng đó nó bị phá sản thì cái tổ chức CDIC nó cũng chỉ trả lại cho chúng ta 100.000. Your bank accounts, you know, up to $100,000 in your bank accounts for your insurance, you know, things of that nature there, okay? So the deposit here, a straightforward deposit is $100,000. So this is really coverage, might say, for that will in fact protect the consumer. So the consumer can rest assured that a worst case scenario is, here's the bottom line, you might say. In reality, the vast majority of times what happens if a company does get themselves any kind of trouble whatsoever, usually other companies will step in and take. Về lý thuyết là khi mà tổ chức Azurit nó phải làm nhiệm vụ của nó khi mà có một công ty nào đó phá sản. Nhưng mà về thực tế thì khi một cái công ty nào đó làm ăn thua lỗ thì họ sẽ rao bán cái công ty của họ. Họ rao bán công ty của họ và một cái công ty lớn hơn nó sẽ sẵn sàng mua lại cái khách hàng đó. Và nó sẽ tiếp tục giữ cái bảo hiểm cho những cái khách hàng đó và tiếp tục guarantee về những cái death benefit, healthcare benefit, monthly income này kia. Thì họ sẽ tiếp tục giữ khách hàng chứ họ không có để cái hồ sơ đó phải đưa qua Azurit. Over that business and guarantee the client 100%. So the reality is that in Canada, nobody's ever actually lost a dime. Yes, there have been. Thực tế tại Canada cho đến thời buổi ngày hôm nay, hơn 100 năm ngành tài chánh, thì chưa có bất kỳ ai mất một đồng nào hết. Khi mà họ đưa mua bảo hiểm thì họ sẽ được trả những cái số tiền mà họ ký kết công ty bảo hiểm nó trả ra và nó không thua lỗ, và nó nếu mà có thua lỗ là công ty khác nó take over, nó mua lại. Failures, like I said, the big one being in 1993, but even at that point, did anybody, any client actually lose anything from the benefit? The answer was no. Okay, there was no actual loss at all, because again, another insurance company stepped in and basically took over that block of business and guaranteed everything. But just in case something does happen, it's nice to know that we have basically the safety net. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu được cái ngành tài chính bên đây nó quá sức làm coi như là được bảo vệ tối đa thì chúng ta sẽ rất là an tâm khi chúng ta ký kết những cái hợp đồng bảo hiểm và đầu tư. Trong khi đó ở Việt Nam và những nước nghèo như là những cái nước mà ngành tài chánh nó chưa phát triển thì nó sẽ không có bất cứ cái tổ chức nào đứng ra để mà back up, tức là thay thế cho những cái công ty làm cái nhiệm vụ mà trả tiền cho khách hàng. Hello, my name is Sam Albanese, and I'm with Oliver's Learning, and today we're going to talk about the temporary insurance agreement. Now, this is a very, very important agreement because basically what it comes down to is that every insurance policy, whether it be life insurance or whether disability insurance, always has a what we call a TIA or temporary insurance agreement. Okay, so the objective. Tất cả các bảo hiểm về sức khỏe cũng như là bệnh tật tại Canada đều phải có một cái bảo hiểm tạm thời. Đó là một cái hợp đồng rất là quan trọng.
for today is what is the TIA, who issues the TIA, what is required for the client in order to qualify for the TIA, what is the purpose of the TIA, why we even bother with it, and so to speak, and what are the conditions that are required in order to qualify for the temporary insurance agreement. Okay. Now this is a very, very... Và đây là một cái thỏa thuận có tính chất pháp lý, có thể đem ra tòa làm bằng chứng khi mà có những cái kiện tụng xảy ra. Very important agreement, and it's a legal agreement as well. So it's important that you understand why it is this is an important aspect of the insurance industry. So let's get ourselves started here. So the TIA is one of the most important documents, of course, that, you know, in every, like I said, every disability, every life insurance policy, we all have TIA. Đây là một cái hồ sơ rất là quan trọng, và nhắc lại là tất cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm bệnh tật, các công ty đều phải soạn thảo ra một cái đồng thuận bảo hiểm tạm thời, agreement. Và nhiệm vụ của người agent là một nhân viên bảo hiểm thì phải có nhiệm vụ đưa cái bảo hiểm tạm thời cho khách hàng. So once you're finished making the sale and the application is basically set off, you might say the you... Khi mà chúng ta đã xong về trình bày sản phẩm cho khách hàng và khách hàng đồng ý cung cấp thông tin và chúng ta đã điền xong thông tin vào trong cái hồ sơ, thì lúc đó là chúng ta phải có nhiệm vụ đưa cái bảo hiểm tạm thời này cho khách hàng. As an agent, I'm really entrusted now with the responsibility of issuing the temporary insurance agreement. Now, the temporary agreement is in place in the event, obviously, the client dies during the underwriting process. So if you ask, say, why even bother with the TIA, the reason why we do it is that clients can die anytime. So between the time you leave the house, the time they actually deliver the policy, that client might die. So the... Cái lý do vì sao mà phải có cái bảo hiểm tạm này? Bởi vì đó là quy luật tự nhiên, là cái chết nó không chừa một ai. Và cái từ cái thời gian mà chúng ta xong việc với khách hàng cho đến khi chúng ta thực sự đem một cái bộ hồ sơ bảo hiểm chính thức đưa đến giao cho khách hàng, đó là một khoảng thời gian khá dài. Đôi khi 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, có khi là 4-5 tháng, tùy theo cái thời gian tiến hành hồ sơ. Cái khoảng thời gian nó quá dài và mọi chuyện đều có thể xảy ra, thì cái quyền lợi của người tiêu dùng được đặt ra, và chính phủ Canada nghĩ đến và quan tâm đến cái quyền lợi đó và yêu cầu các công ty bảo hiểm phải cho người ta một cái bảo hiểm tạm. Question is, am I insured during that period of time? Well, obviously, if you issue the TIA, the answer is going to be yes. Người khách hàng sẽ hỏi chúng ta cái câu hỏi là trong khoảng thời gian này tôi có bảo hiểm hay không? Và khi mà chúng ta đưa cho khách hàng cái bảo hiểm tạm thời, đồng nghĩa với lại khách hàng đã có bảo hiểm, nhưng mà condition apply có nghĩa là có điều kiện. But nonetheless, some conditions apply, as they always say, okay? So remember that the TIA is a separate insurance agreement, okay? It is something that is clipped out of the application and given to the client. TIA là một cái tờ giấy riêng biệt, là một cái thỏa thuận bảo hiểm riêng biệt. Nó không kèm với hồ sơ gửi lên cho công ty bảo hiểm, mà nó phải ở với khách hàng phải giữ tờ giấy đó. So the balance of the application, of course, will go to the underwriting company, but the TIA, of course, stays with the client. So let's move on and see what I'm driving at. Okay. So first of all, in order for the TIA, in other words, in order for you as the agent to actually basically give the TIA to the client must pay at least 1 month's premium with the application. In other words, consideration has to be there, and that consideration is at least 1 month's premium. Okay. Cái điều kiện đầu tiên là người khách hàng phải đồng ý trả tiền một tháng bảo hiểm. Lúc trước thì agent phải collect cái số tiền này, collect tiền mặt. Nhưng mà thời đại ngày nay thì cái chuyện đó đã không còn xảy ra nữa. Thì chỉ cần trong cái đơn bảo hiểm á, họ đồng ý cho công ty bảo hiểm lấy số tiền deposit là một tháng tiền insurance, tiền bảo hiểm, thì họ sẽ được nhận cái bảo hiểm tạm thời.
is that here also you're walking out with an application in your Azure case with the first month's premium, okay, minus of course the TIA because you gave that TIA to your client, okay. Now the client obviously has reasonable reason to believe that at that moment they are insured, because you said, here's the TIA, you're now covered to essentially, okay. But again, where's the proof? And that's the purpose of TIA. You see, is that the client can now say, yes, I have something tangible in my hands. It isn't good enough just for you to say, now you're covered. The TIA, you see, is a testament to the fact that you do, in fact, do have coverage at that point. Client lúc này sẽ được chúng ta xác nhận là đã có bảo hiểm, nhưng mà bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu, trong khi chúng ta, nếu mà chúng ta đem hết tất cả giấy tờ đi thì người khách hàng đâu có cái gì để bằng chứng là có bảo hiểm. Đó là lý do mà công ty bảo hiểm phải tạo ra một cái agreement, tức là một cái tờ giấy thỏa thuận riêng biệt, và khách hàng sẽ nhận được cái tờ giấy đó làm bằng chứng chứng minh mình có bảo hiểm. Testament có nghĩa là bằng chứng. So, the TIA obviously will pay out if everything is right, from the insurance company's perspective and everything. So that's going to be an important thing. And again, you'll see this in a moment. Okay? So you as the agent, okay, play an important role in all this. Okay. So there's two parties in here. There's the agent's role and, of course, the client's role. In the TIA, there's usually about 5 or 6 questions. So every TIA has... Có hai đối tượng cần phải ký trong cái thỏa thuận này. Đó là người nhân viên bảo hiểm và khách hàng. TIA thì thông thường có khoảng từ 5 đến 6 câu hỏi. Roughly about 5 or 6 questions. So that's, you know, very important, you know, distinctions in terms of the different kinds of ailments that the person could... Ailments có nghĩa là nhiều, là bệnh tật á. Ailments là bệnh tật. Thì có rất là nhiều loại bệnh tật khác nhau, cho nên chúng ta phải đọc những cái câu hỏi này chậm rãi và đầy đủ để tránh cái sự hiểu lầm của khách hàng. So you must make sure that you read the questions very carefully to the client, so there's no misunderstanding about what we're talking about here. Misunderstanding là sự hiểu lầm, ha. Thì để tránh hiểu lầm thì chúng ta phải read each one carefully. Now these questions, of course, will confirm the applicant's good health and that they have not been in hospital or ill. In other words, they don't have anything to be concerned about. Những câu hỏi này chủ yếu là rất là ngắn gọn, chỉ để xác minh là người khách hàng này đang trong tình trạng sức khỏe rất là tốt và không có, gần đây không có nhập viện, cũng như không có những cái bệnh nào đó đang có những cái xét nghiệm nào đó chưa có trả lời, vân vân. In other words, the agent must have no reason to believe, that there was any misunderstanding or lying. In other words, you have every reason to believe the client is actually saying the truth. And that is an agent thì không có lý do gì phải nghi ngờ là khách hàng đang dối. Đó là việc là chúng nhắc nhở chúng ta nên làm việc một cách khách quan. Tại vì đôi khi cái người khách hàng lại là một người rất thân trong gia đình, và chúng ta biết rõ về hoàn cảnh của họ, về sức khỏe của họ, và chúng ta có thể nghe được câu chuyện là họ mới đi Việt Nam và mới vừa nhậu và vào bệnh viện vì xuất ruột, hoặc là nhậu phải ói ra máu, hoặc là cái gì đó. Những cái lời đồn đó tuy là chúng ta nghe phong phanh thôi, không biết chính xác là có đúng hay không, thì chúng ta có cái lý do nghi ngờ là người này có một vấn đề về sức khỏe, thì chúng ta phải đặt thẳng cái câu hỏi đó rất là rõ ràng với khách hàng. Important, and that's something that you as an agent must ascertain at that point. Remember, you're in the point of sale, so obviously you're the one that has to ascertain this. Okay. So now, if the agent feels that the client has been truthful, told everything that has to be said and all this here, the TIA will be issued by the agent. The TIA, of course, has a policy number, as all contracts have, okay? And so now you can... TIA sẽ được người agent, nhân viên bảo hiểm cấp cho khách hàng. Sẽ có một cái số bảo hiểm tạm ở trên đó. Và khi đó khách hàng sẽ nói, ok, như vậy là tôi đã có bảo hiểm rồi.
they really do save the client. Okay, you have insurance with the client, you have insurance. Okay. There's proof that there's an insurance. In other words, you gave them something tangible. Okay. The agent will ask the client a series of these questions. Like I say, look, I've completed all those here, and the client would have answered all these questions truthfully. So therefore, from your perspective, there's no reason for you not to issue the TIA. The purpose of the TIA, of course, is that if the client dies between the period when the agent leaves the house, basically, to the time the contract is delivered. Now, remember that in order for the TIA to become effective, the TIA will pay out only as long as the policy was in fact going to be issued standard. In other words, if by chance it wasn't going to be issued standard, then the TIA will absolutely be canceled. So this one. Nhiệm vụ của TIA là nếu khách hàng có không may mà qua đời hoặc là bệnh tật trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang cứu xét cái hồ sơ, thì khi đó bảo hiểm tạm thời nó sẽ đứng ra chi trả cho gia đình với điều kiện là sức khỏe người này nó nằm trong cái mức standard, có nghĩa là chuẩn. Trong cái trường hợp mà người này có một cái sức khỏe nào đó không tốt mà khi mà họ xét cái hồ sơ, họ sẽ quyết định không bán hoặc là họ bán với cái mức cao hơn thông thường, thì khi đó cái TIA nó cũng không có hiệu lực. Important to make sure your client understands that the TIA is in effect as long as the company would have issued the contract standard, basically. So the TIA is not going to cover the client absolutely for everything. Một điều nữa là TIA sẽ không bao cho khách hàng tất cả những gì trên đời này. Everything không phải. Sẽ có những cái quy định, những cái condition, những cái điều kiện mà TIA nó sẽ không bao. Ví dụ như là mình tự đánh đập mình, hành hạ hoặc là ẩu đả, đánh nhau vân vân, làm cho chúng ta bị vô bệnh viện hay là cái gì đó, hoặc là bị đập đầu xuống đất và tử vong vì lý do ẩu đả, violent, thì nó có quyền không trả, bởi vì nó chỉ trả trong cái trường hợp tử vong do lý do tự nhiên, bệnh tật, stroke và bệnh viện, xong rồi chảy máu não vân vân và chết một cách tự nhiên, không phải là do vấn đề va đập đánh nhau. Thì cái đó là một trong những ví dụ thôi. Khi mà chúng ta ngồi xuống và đưa cái TIA cho khách hàng, chúng ta phải đọc những cái điều kiện và chúng ta dùng cái viết để chúng ta highlight, chúng ta gạch dưới những cái chỗ nào đó mà gọi là ngoại lệ, không được trả tiền. There are going to be limitations and everything. So once again, you should look at your company policy and everything else, okay? That also provides limited amount of coverage, as you'll see in a moment. But the most important thing is that the TIA assumes that it is going to be standard coverage, not substandard, not conditional or anything, but it will be a standard contract. Failing that, then you should not issue that TIA. And the TIA also has an expiry date. Normally, the expiry date is 60 days from the date that you actually leave the client's house. In other words, you date the TIA, set such a date, and the clock starts ticking for 60 days. There are some companies that may go to 90, but again, look at your company specific to see, but the vast majority is 60 days from the date that the TIA is actually handed over to the client, okay? The insurer then will, once they receive the application, minus the TIA, of course, will then, of course, the TIA nó có thời hạn, đa số một bảo hiểm thì nó sẽ cho thời hạn có 2 tháng thôi, tức là 60 ngày. Nhưng mà một số bảo hiểm thì nó cho lên đến 90 ngày. Khi mà hồ sơ được nhận, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành quá trình cứu xét. But if by chance the insurance underwriting process takes longer than the TIA, so in other words, the 60 days, the underwriter may in fact send back the TIA letter, basically saying, that we could not complete it because during the appropriate time and everything else. So they may end up canceling the TIA at that point. But essentially, for the most part, most contracts will be issued within that TIA period of time. So you should again pay attention to that aspect of it. Okay.
Khi mà thời hạn để xem xét hồ sơ nó quá lâu hơn là cái thời hạn TAA. Đôi khi ví dụ như người ta mua bảo hiểm với mình xong rồi người ta đi đâu xa một thời gian, không có lấy được hẹn với lại y tá, nó delay 6 một tháng vân vân, cho nên lúc mà họ lấy được kết quả này kia thì nó bị quá thời hạn. Lúc đó công ty bảo hiểm sẽ gửi về một lá thư báo là cái TAA đã hết hiệu lực. If something, however, is discovered during the underwriting process that prevents a standard contract from being issued, then the client will not be covered, of course. The insurance company would issue a registered letter, refund the client the premiums, and basically say that the TIA has expired. That doesn't mean that the company will not issue anything. They may issue a substandard contract. But remember, I said to you earlier that the TIA must be a standard contract. So basically, the insurance company will simply say the TIA is no longer in force. However, we will proceed with the underwriting and we'll get back to you basically at that point. So, trong những trường hợp mà công ty bảo hiểm phát hiện ra tình trạng sức khỏe nó không được tốt và bảo hiểm sẽ không có bao, trong cái trường hợp đó là bảo hiểm tạm thời nó sẽ không có bao, thì họ cũng gửi lá thư báo là TIA đã bị hủy và khách hàng hiện giờ là không có được bảo hiểm tạm thời. So the TIA is canceled basically, in other words, does not provide any coverage at that point, okay? So at hopefully, if all is well, the insurance company then may end up making a counter offer at that point. But again, that is be subject to the insurance company's underwriting practice at hand. So it's very important that you explain to the client that there is not 100% guarantee. This is a common mistake to say, okay, you're covered. Well, not necessarily. As I said, there could be some mitigating circumstances. You have to be very careful that you don't explain to tell the client that it's 100% guarantee, because it is not. There are a number of conditions attached to the TIA. So the TIA may also pay lesser of the TIA and the amount the client is applying for. So for example, if the client buys $1 million life insurance policy, but the TIA only says $500,000, and the person does die during the TIA period, you're not going to get $1 million. You're going to get $500,000, because basically it is whichever is the least is what actually happens. So you see an example of that very shortly. So here's a client. He applies for $1 million policy, and every indication is that they will be approved. In other words, you as an agent have no reason to believe that there are going to be any problems. Okay? However, the TIA only has a $500,000. So once again, you should look at your company to see what is the maximum that the TIA will cover. Some companies will go as low as 250. Some companies may go up all the way to $1 million. So take a look at your company specific to see what is the TIA maximum. So let's say it's $500,000, for example. So if the client dies during the TIA period, they would receive the $500,000 because the TIA would pay the lesser of what was applied for the TIA amount. In other words, we applied for $1 million, but the TIA only said $500,000. So as a result, you're only going to get $500,000. So in other words, meaning that basically it's always the lesser. So if, for example, the client only applied for $250,000, then obviously they're only going to get $250,000. It's always the lesser amount. Cái mức chi trả của cái bảo hiểm tạm thời á, tùy theo công ty mà nó sẽ có quy định khác nhau. Ở đây chúng ta nên biết là cái công ty càng lớn thì họ sẽ chi trả cái bảo hiểm tạm càng lớn, công ty nhỏ thì sẽ trả cái bảo hiểm tạm thấp. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy là có một số công ty nó lấy cái ví dụ là nó sẽ trả cho tất cả các bảo hiểm nhân thọ cái mức nào dưới 500,000 thì nó sẽ trả 100%, còn cái mức nào trên 500,000 thì nó chỉ trả 500,000 mà thôi. Đó là cái bảo hiểm nhân thọ. Còn ví dụ người khách mua 1 triệu bảo hiểm tạm thời nó chỉ bao 500,000. Có chuyện gì xảy ra với người khách đó thì họ sẽ nhận được cái bảo hiểm tạm là 500,000. So as I said earlier, there are limitations basically to the amount the TIA will cover. So you always need to make sure that you look at your company specific, okay? But the main thing to note is that TIA will cover for the lesser amount of what is applied for,
and what the TIA actually says. Okay? So what is the purpose of the TIA? There it is right there. Total peace of mind. In other words, the TIA provides peace of mind that if something tragic happens to the client while the application is processed, the TIA will click in on the basic. Okay. So at the end of the day, I hope that this lesson has given you some indication of why the importance of TIA. Now there is a second part that's giving you some indication of why the okay. So at the end of the day, lý do vì sao bảo hiểm tạm nó ra đời bởi vì người dân Canada, người chính phủ Canada, chính phủ những nước giàu có thì họ suy nghĩ sâu xa và họ cần công ty bảo hiểm cho khách hàng có một cái sự an tâm. Bởi vì khi mà lấy tiền của người ta deposit á, thì phải cho ta được một cái lợi ích gì đó. Thì cái lợi ích đó chính là cái bảo hiểm tạm. Có chuyện gì mà tragic có nghĩa là chuyện gì đó thương tâm xảy ra cho cái gia đình người đó thì gia đình người cho cái người khách hàng đó thì gia đình của người khách hàng đó đã được bảo vệ. I hope that this lesson has given you some indication of why the importance of TIA. But there is a second part to this which we will do subsequently. In the meantime, see you next time. Chúng ta tìm hiểu luôn phần tiếp theo nha. Welcome to the second part of the temporary insurance agreement. You recall that we did the first part where we talked about the importance of the TIA and everything. So it is important that you review that, and then we'll follow along now with the second part of the temporary insurance agreement. So the purpose of all of this today is to basically extend, you might say, where we left off. So here is basically four ways a client might have termination of the policy by the insurance or denial of claim. In other words, the part of the TIA process, of course, is that there's always a possibility the insurance company could in fact deny a claim. And so tuy là chúng ta nhận được một cái bảo hiểm tạm, nhưng mà sẽ có những cái trường hợp mà công ty bảo hiểm nó sẽ từ chối không có chi trả tiền. I'm just going to name the four top ones basically, and then we'll go into more detail of each one. Okay? First one, of course, is fraud. Then, of course, non-payment of premiums, we all know that. Payment against public policy, or in other words, committing an illegal act or what they call an illicit act. And, of course, material misrepresentation. So, bốn cái lý do mà công ty bảo hiểm nó có thể từ chối không trả tiền hoặc là hủy bỏ cái một cái hợp đồng bảo hiểm đối với khách hàng. Là cái lý do thứ nhất là gian dối, thứ hai là không trả tiền bảo hiểm, thứ ba là cái tiền bảo hiểm nó trả ra cho một cái lý do là tội phạm, thứ tư là material misrepresentation, có nghĩa là chúng ta cho thông tin không đúng với sự thật. I'm going to look at all of these things here in detail, okay? So let's take a look at the first situation. So when we left off, like I said in part one, we had actually issued the TIA, and we did that based on the principle that, as far as you were concerned, the agent, the client, said told you the truth, and you had no way of knowing that that you would have been misled or anything on that line. Okay, so now we're going to discuss why an insurance company could still terminate the contract, even though everything was answered truthfully and so on and so forth. There could be some mitigating situations where the company could say, do we really need to pay this particular claim given the current situation? Okay, so in other words, why are there terminations and denials where insurance companies every once in a while you hear about these things? Okay, so basically, what it really comes down to is the insurance company saying, well, based on everything we have now found, do we really need to pay this amount of money out? Tại sao những cái hồ sơ này lại bị hủy? Thì đơn giản là công ty bảo hiểm sẽ nói rằng nếu mà tôi thấy những cái thông tin sức khỏe hoặc là thông tin về liên quan tới cá nhân hoặc cuộc sống cá nhân, thể thao, sức khỏe và cái công việc làm của anh chị thì
Nếu mà tôi phát hiện ra thì tôi sẽ không không bán bảo hiểm cho anh chị. Đó là lý do mà tôi từ chối. Khách hàng đã không nói đúng sự thật. Has, in fact, not, done the right thing or said the right answer. Khách hàng đã không khai đúng sự thật. Told the truth and so on and so forth. Okay. Two of the biggest issues, and whether it's life insurance or disability insurance, okay, every insurance contract has what's called a contestable period, which is of course the first 2 years, okay. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm bệnh tật thì nó có một cái khoảng thời gian contestable period, đó là cái thời gian công ty bảo hiểm có thể lật ngược vấn đề. À, contestable có nghĩa là vậy. Có nghĩa là công ty bảo hiểm phát hiện ra bất cứ cái gì nó không có lợi cho công ty bảo hiểm và không muốn bán bảo hiểm cho cái người này, thì người đó có thể, công ty bảo hiểm có thể lật ngược vấn đề lại và hủy cái hợp đồng bảo hiểm. Thời gian đó chính là 2 năm đầu. So there are two factors or two ways of what we call material misrepresentation, and that is during the contestable period and of course beyond the contestable period. So the contestable period. Có hai lý do, có hai cái yếu tố là có một số cái thì phát hiện ra trong cái thời gian lật ngược vấn đề, trong thời gian là contestable period ấy, thì hồ sơ nó sẽ bị hủy. Nhưng mà có một số cái thì phát hiện ra bất cứ lúc nào thì hồ sơ đều bị hủy hết. Period is the first 2 years. Okay, so basically in the first 2 years of life insurance contract, whether it's a life insurance or whether it's disability insurance, it doesn't really matter. The fact of the matter is, okay, is that they discover something during that period of time, they could in fact deny the claim. Okay, so thì cái giải thích là discovery, tức là khi mà họ khám phá ra, ví dụ như họ khám phá ra người đó đang là một huấn luyện viên đua xe, trong hồ sơ thì không có khai làm một cái nghề nguy hiểm tính mạng, nhưng mà bây giờ công ty bảo hiểm nó khám phá ra ông ta là huấn luyện viên xe đua thì ok, no, phải hủy cái hồ sơ này gấp, bởi vì ông ta thường xuyên leo lên xe chạy tốc độ cao, sẽ có thể chết bất cứ lúc nào. Deny the claim, okay? So as it says there, during the 2 years, if the company finds something that had been known when they initially issued the policy, it would not have issued a standard contract, then the contract could be void. So in essence, what we're really saying here is that if the company discovers something in the first 2 years, that had they known then, then being of course the day would underwrite the case, what they know now, basically, would have they issued a standard contract? They might have issued a substandard, but remember, the TIA was issued on the basis that, in actual fact, the contract was issued standard, okay, not substandard. Again, so that's an important consideration to make, okay? So in other words, the company will basically say, no, we would have never have issued that contract had we known that. Then all that happens, the contract is void. So basically what happens is the client gets the money back, in other words. Vấn đề ở đây là khi mà họ phát hiện ra một cái gì đó nó không có lợi cho hợp đồng bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm có quyền hủy cái hợp đồng và trả lại tiền cho khách hàng. Cái tiền mà khách hàng đóng trả lại. But there was no, there was no, never a contract in the first place. In other words, essentially what we're saying is, here's your money. We would have never covered you anyways, and so therefore, essentially, please go away. You know? So if the company catches the material misrepresentation in the first 2 years, they could, in fact, một số trường hợp đó là người ta khai không đúng cái hồ sơ là vì lý do hết sức là vô tội, innocent, vô tội. Có nghĩa là họ không có cố tình, mà cái này là do cái lỗi do đánh máy hoặc là lỗi do thiếu hiểu biết, đọc không đúng thông tin hoặc là như thế nào đó, chứ hoàn toàn người đó không có cố ý. They cancel that contract. After 2 years, however, it becomes incontestable. Khi mà cái lỗi đó không phải là do cố ý mà phát hiện trong vòng 2 năm, công ty bảo hiểm vẫn có quyền hủy hợp đồng. Nhưng mà nếu phát hiện sau 2 năm thì cái hợp đồng đó không thể hủy được. At that point, in other words, during the first 2 years, it's really what we call innocent misrepresentation.
sometimes it can happen where an individual might not even know that was a problem, you know, and therefore they didn't purposely lie or anything along that line, but nonetheless, the insurance company did find that, and therefore they decided that no, but this is not a kind of risk that we want. So it doesn't necessarily mean that the client deliberately did this. So in other words, mistakes are made. And remember that mistakes are not intentional. À, trong trường hợp này thì chúng ta nói gắn gọn ở đó là mistakes were made, có nghĩa là do sai sót thôi, mà sai sót thì có nghĩa là không cố ý, not intentional, không cố ý. People make mistakes, okay? So if they catch that mistake or they find something within that 2 years that had they known then what they now know, they would have never issued a standard contract, then they could void that contract. Once the 2 years are up, however, that is it. It becomes incontestable, okay? However, there is one exception to that. And that exception, of course, is fraud. Because fraud is intentional, okay? In other words, you knew what you knew and you deliberately hid that information. So you can't tell me you forgot that you had a heart attack. You can't. Cái gì nó được xem là fraud có nghĩa là gian dối. Tức là khi chúng ta bị những cái bệnh rất nặng và nó rất là hiển nhiên, không thể nào nói là tôi không biết heart attack là gì. Ông đó là ông bị heart attack một lần, hai lần, ba lần và ông ta hút thuốc. Hoặc là một người khác thì bị tiểu đường nhưng mà lại khai với nhân viên bảo hiểm là không bị gì hết, bởi vì họ muốn được bảo hiểm và họ bất chấp và họ tin, họ nghĩ rằng họ sẽ dối được công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ không tìm ra. Nhưng mà khi công ty bảo hiểm tìm ra thì dù 10 năm, 20 năm, 50 năm, công ty bảo hiểm vẫn không trả tiền. Dù có kiện tụng đi tới tòa án gì đi chăng nữa, công ty bảo hiểm vẫn không trả tiền. Or you're a diabetic or whatever. So you knew what you knew. You deliberately hid that information, basically. So therefore, fraud is an intentional act versus the, a mistake, which is not intentional. But fraud is intentional, so therefore you knew what you knew, and as a result, we feel that you misled us. In other words, you deceived. Misled có nghĩa là đưa thông tin sai, deceive là dối gạt. Thì những cái thông tin về bảo, ví dụ như trong công ty, trong câu hỏi nó hỏi bạn có bao giờ bị đau lưng hay là cái gì đó trong thời gian gần đây, thì đôi khi những cái đau nhỏ đó chúng ta không để ý thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà nếu mà đã nói là bị heart attack, tức là một cái cấp cứu nhập viện và bị đau tim, thì cái đó là không thể nào mà nói là mình không biết được, mình quên được. Cái đó không thể nào quên, là chỉ là sự gian dối mà thôi. So for example, sort of innocent misrepresentation, you might say. A client makes a mistake in their birthday. They said they were 30. Rồi bây giờ bây giờ nói là những cái trường hợp mình mắc lỗi mà mình không có cố ý, đó chính là tuổi tác. Ví dụ như người đó 35 tuổi nhưng mà lại tưởng mình là 30 tuổi, không phải là tưởng nhưng mà tại vì đôi khi cái giấy của họ là 30 tuổi, cái giấy nó sai nhưng mà họ lại không để ý, họ cũng không có đi sửa. Một trong những cái ID của họ có một cái ID nó sai, nó ghi lộn năm sinh. Thì người agent cứ thấy năm sinh như vậy thì cứ điền vô và đôi khi hỏi thì khách hàng cũng oh yes yes. Nhưng mà họ không cố ý chuyện đó. Nhưng mà thực sự tuổi thật của họ thì lại là 35. Thì khi mà phát hiện ra thì không thành vấn đề. In actual fact, 35. Well, we would have insured you at 35 anyways. All that really happens when a client dies is we will adjust the coverage according to reflect your real age, basically. In other words, tức là khi mà họ phát hiện ra chuyện này thì họ sẽ sửa lại cái giá. Ví dụ như cái giá bạn đóng như vậy, thay vì bạn được bảo hiểm 500.000 thì bạn đóng cái giá đó theo cái tuổi đó thì bạn chỉ được cái bảo hiểm là 350.000 thôi, thì họ sẽ trả cho mình là 350.000. We would have not insured you at 35. We certainly would have insured you, okay? Our client inadvertently marked themselves male versus female, for example. Again, there's no reason why a client. Trong trường hợp mà khách hàng tự điền đơn bảo hiểm cho mình thì đôi khi khách hàng đánh nhầm vô cái giới tính sai. Đàn ông thì lại đánh lộn qua đàn bà, rồi có những cái lý do gì đó.
Không có để ý, không kiểm tra, nhưng mà đàn ông với đàn bà thì bảo hiểm nó vẫn phải bảo hiểm cho người ta, chứ không có phân biệt bảo hiểm này chỉ bán cho đàn ông, bảo hiểm kia chỉ bán cho đàn bà. Would not have been equally insurable to us as a female. So in other words, the source of misrepresentation is not deliberate and fraudulent. In other words, it doesn't really make a big difference in terms of the insurability and all that. So had them been caught, the policy would have simply been reissued anyways, you know. So it isn't a big deal. But khi mà mình thấy sai, mà những cái sai đó không có quan trọng á, thì cái đó không gọi là fraud. Cái đó chỉ là một cái mistake mà thôi. As I said, fraud is a different matter altogether. Okay. There in fraud, there is an intention to deceive the insurance company, and that's where the problem is. The word intention is important because you knew what you knew, and you just intentionally said no, or you lied, or whatever. So fraud involves a deliberate deceit, basically. Fraud is an intentional act. So if the company discovers fraud, they can say, we're not going to pay this at any time. Now notice the word anytime. In other words, there's no statute of limitation on fraud. Thì đối với gian dối thì nó không có thời hạn, không thời hạn, at any time, không thời hạn. Bất cứ khi nào phát hiện ra sự gian dối thì công ty bảo hiểm có quyền không chi trả. Because fraud is considered a criminal act. That's the main thing. Bởi vì fraud thì được gọi là một cái hành động liên quan tới hình sự. So in other words, this could happen 30 years from now. They discover fraud, then they could cancel that contract at that point. So there is no statute of limitation on fraud. There is a limitation under what they call the Limitation Act in terms of misrepresentation. Okay. So in essence, fraud goes on forever. Fraud is a criminal offense. There's no limit to the amount of time the company monitors this. The incident of fraud could have happened 10 years ago, 20 years ago, 30 years, doesn't really matter. Like I said, there's no actual limit to the time because time does not run out on criminal offenses, basically. Okay. Another thing, way that an insurance company could, in fact, deny the claim, basically, is that if the client obviously does not pay the premium, okay, so that's obviously you have to pay your premium. For the most part, there's a 30-day grace period for. Một lý do thứ hai bảo hiểm có thể bị hủy hoặc không còn là hiệu lực là khách hàng không đóng tiền bảo hiểm. A policy before it lapses. So most companies will give you a 30-day grace period. So let's say the period was, let's say, January the 1st is when you're supposed to pay your premium. You died on the 25th of January. You're still covered during that period of time. All the insurance companies will do basically say, well, thì cái thời gian của nó là thời gian 30 ngày là thời gian mở cửa, thời gian giống như là từ lúc mà bảo hiểm không được trả tiền cho đến 30 ngày thì công ty bảo hiểm nó vẫn phải cho người ta có bảo hiểm. Đó. Nếu mà ngày một tây đáng lẽ mình trả tiền bảo hiểm mà mình không trả và mình qua đời là ngày 25 tây thì mình vẫn có bảo hiểm nhân thọ. The premium due was $1,000, let's say January the 1st, you didn't pay it, you died the 25th of January, you're still covered for the minus $1,000 that you should have paid for. Và cái tiền mà người ta bảo hiểm nó trả ra nó sẽ trừ đi cái số tiền premium là cái số tiền bảo hiểm mà chúng ta phải đóng hàng tháng, cái phí bảo hiểm chúng ta đóng hàng tháng. Chúng ta thiếu công ty bảo hiểm cái tháng đó thì khi mà chúng ta nhận được cái bảo hiểm nhân thọ thì họ sẽ trừ đi cái tiền chúng ta nợ cái tháng đó. That's essentially what happens on grace period. Okay. So term insurance basically has that 30-day grace, life insurance, any life insurance product, with the exception of universal life. Tất cả các bảo hiểm nhân thọ, term insurance, whole life insurance, vân vân, thì sẽ là 30 ngày grace period, nhưng mà universal life insurance thì được 60 ngày. So life has a 60-day grace period, and that's an important thing to emphasize to your client. What all other policies have a 30-day grace period, in actual fact, universal life has a 60-day grace period. Okay. So term insurance, like I say, basically there's no coverage, there's no cash value of any kind. So it does run into a dangerous position if the client doesn't pay.
Whereas permanent insurance, such as universal life, there could be some leeway here in that. But the main thing is that you must pay your premium. That's the obvious thing that everybody would agree on. Thì cái chính là chúng ta phải nói với khách hàng là cái tiền phí bảo hiểm chúng ta phải đóng, nếu không thì mình có thể mất cái bảo hiểm. Okay. Again, the other thing that could happen is that if what we call payment against public policy. In other words, would an insurance company pay out money for a person committing an illicit act? In other words, you deliberately put yourself in harm's way, or you deliberately put the life insurer in harm's way and cause their death and everything else. Obviously, it goes against public policy that we will reward you for committing an illicit act, okay? So basically, in the case of death benefits payout will not be paid because it violates basically, you know, directly or indirectly. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là bảo hiểm nhân thọ có chi trả khi mà có một cái gì đó liên quan tới một hành động trái pháp luật hay không? Illicit thì đồng nghĩa với là illegal. Illicit act, hành động trái pháp luật. Thì hành động trái pháp luật là sao? Là khi mà một con người làm một cái gì đó sẽ gây hại cho người khác hoặc gây hại cho người khác ha, thì cái đó sẽ không được trả bởi vì nó đi ngược lại với lợi ích của công chúng. They see the ethical policy of any country. So here are some examples. Murder, life insurer, where the beneficiary is the murderer. So you murdered your spouse, okay? Murder là một cái án mạng, một vụ giết người mà cái người mua bảo hiểm lại đi giết cái người có bảo hiểm để được cái tiền death benefit, là cái tiền tử. So obviously you don't expect to get rewarded for murdering your spouse, but basically death is during the commission of a crime such as being shot while robbing a bank. Tử vong, chết trong một cái lúc đang làm chuyện gì đó phi pháp, ví dụ như cướp ngân hàng. You needed money, you went and you robbed the bank, and because of robbing that bank, you got shot. Obviously, again, that is an illicit act, and so the end result is no, you're not going to get any money for that at all as well, okay? Or you got killed, basically in a DUI, okay? Basically. Again, what we're saying here is that in all DUI là driving under influence, cho nên là người này bị chết vì lý do uống rượu xong mà leo lên xe lái đụng vô cây hay đụng vô người khác rồi chết, thì chắc chắn bảo hiểm nhân thọ sẽ từ chối không chi trả cho cái tiền nhân thọ của người này. All these cases here, you knew what you knew, okay? You deliberately put yourself in harm's way and everything else, or you put the life insurer in harm's way, so you caused that person's death and everything. So therefore, because you committed that illicit act, obviously you can't be expected to in fact get rewarded for committing that illicit act. Thì khi mà làm một cái công việc phạm pháp như vậy đó, nếu mà chúng ta để cho cái chuyện phạm pháp như vậy mà vẫn trả tiền bảo hiểm đó, thì chẳng khác nào chúng ta đưa cái tình huống bảo hiểm nhân thọ này, người này quyết định làm một cái chuyện gì đó hại người khác và suy nghĩ trong đầu rằng ô có sao đâu, rồi lỡ mình chết đi chăng nữa thì con cái, vợ con, ông bà gì đó cũng có được cái số tiền bảo hiểm nhân thọ 1 triệu đồng, như vậy thì mình cũng không có phải là người xấu của xã hội, vân vân. Thì chẳng khác nào là công ty bảo hiểm khuyến khích người ta đi làm cái chuyện phi pháp, giết người, hại người. Đó là lý do mà sẽ không có cái tòa án nào đồng ý cho việc chi trả cái số tiền bảo hiểm nhân thọ cho người mà làm cái chuyện phi pháp. Okay. In other words, insurance companies will only pay for illicit acts but not illicit acts. Okay, so thì công ty bảo hiểm nó chỉ trả cho những người chết vì những cái hành động có đúng pháp luật, chứ không chết vì những hành động sai pháp luật. Thì bây giờ
sẵn trong trường hợp này thì chúng ta lấy ví dụ là trường hợp giết người hàng loạt, bắn chết người hàng loạt của một cái ông là chuyên viên làm răng giả, denturist, là không phải dentist. Denturist có nghĩa là người chuyên làm răng giả ở tiểu bang, tỉnh bang là Nova Scotia. Thì ông ta giả làm cảnh sát, giả chiếc xe cảnh sát vân vân, ông đi bắn người vô tội. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà ông có từng mua bảo hiểm nhân thọ cho để lại cho vợ hay cho con hay là cho bất cứ người thân nào, thì không may là những người này sẽ không được hưởng một đồng nào hết. Bởi vì cái mạng sống của ông ta, trước khi ông ta chết đi, ông ta đã giết quá nhiều người. Và ông ta chết vì lý do là cảnh sát thấy ông ta bắn quá nhiều người cho nên cảnh sát bắn ông ta chết. Thì cái chết của ông là cái chết phi pháp. Mà cái chết phi pháp thì không thể nào lãnh tiền tử được. Một cái ví dụ thứ hai. Một cái ví dụ thứ hai mà mình Liên muốn nhấn mạnh cho mọi người biết, đó chính là trong trường hợp chúng ta có con, thì con của chúng ta là con trai hay con gái thì chúng ta cũng không biết, nhưng mà chúng ta may mắn là vô được cái ngành bảo hiểm, cho nên chúng ta đã mua bảo hiểm nhân thọ cho con của chúng ta từ lúc nó còn nhỏ. Mua một khoảng 18 tuổi nó có một cái bảo hiểm nhân thọ 1 triệu đô la. Rồi đúng 18 tuổi thì nó quyết định đi vào ngành cảnh sát. Và nó biết là nó có thể bị chết trong lúc thi hành nhiệm vụ. Nhưng mà bởi vì cái bảo hiểm nhân thọ nó đã mua trước khi nó chọn làm nghề cảnh sát, cho nên cái bảo hiểm nhân thọ nó vẫn có hiệu lực. Nếu như mà nó làm cảnh sát rồi, nó mới đi mua bảo hiểm nhân thọ, thì đôi khi bảo hiểm nhân thọ nó sẽ không bán. Nó biết là cái nghề này nguy hiểm. Ví dụ như là cảnh sát, ví dụ như cứu hỏa, là những cái nghề nguy hiểm đến tính mạng, thì đôi khi công ty bảo hiểm nó sẽ không bán. Hoặc nếu nó có bán, nó sẽ bán với cái mức cao và nó sẽ có những cái mệnh đề ngoại trừ thứ này tôi không trả tiền, ngoại trừ cái kia tôi không trả tiền. Nhưng mà nếu đứa bé đó nó mua bảo hiểm trước khi mà nó làm cái nghề mà nguy hiểm đến tính mạng, nó đã có bảo hiểm rồi, thì cái bảo hiểm nó có hiệu lực từ rất lâu. Và đến khi mà nó bị chết trong những cái lúc nó đã thi hành công vụ, nó bắn tội phạm và nó bị tội phạm bắn chết, thì người thân còn sống trở lại, những người thân mà nó ghi tên trong cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ đó, họ sẽ có cái số tiền death benefit. Bởi vì cái số tiền này có được là bởi vì cái người đó làm những cái việc hợp pháp, lawful. Còn nếu mà người đó lại đi bắn người, giết người, cướp nhà băng và chết thì sẽ không được trả. It's an important thing to remember. So the purpose basic is there are a number of cases in which we might ask the question, should we reward someone for committing an illicit act? I mean, I think all of you would agree that no, we should not reward anybody that will impose of committing an illicit act, crime or murder or anything like that. Thì bây giờ quay lại cái câu hỏi là có nên trả bảo hiểm nhân thọ cho những người làm những cái việc này hay không? Thì câu trả lời sẽ là không. Bởi vì khi mà chúng ta trả tiền bảo hiểm nhân thọ thì chẳng khác nào đó nó được xem như giống như là một cái reward, giống như là một món quà, như là một cái phần thưởng reward. Thì đi giết người rồi chết trong lúc giết người mà lại đem về cho gia đình một cái số tiền 1 triệu đô la, thì chẳng khác nào người ta sẽ nghĩ là người ta là hero, người ta là một anh hùng. Người ta sống trong một cái thế giới, người ta tưởng người ta là anh hùng. Cho nên nếu mà chúng ta đồng ý với chuyện này thì chúng ta gián tiếp khuyến khích người khác làm chuyện phi pháp, làm chuyện hại người. Cho nên đó là lý do mà cái câu trả lời sẽ là no. That line would go against the public order, basically. Okay. So we should never reward someone essentially for committing illicit act. That's really what we're saying. So company basically saying is no, we're not going to pay simply because of the fact that what you did goes against public policy. So that's again
something else that you need to make sure your client is fully aware of, okay? And so basically summarize this part two of this session, okay, is that the contestability period is the first 2 years. So as we've said, if that could be innocent misrepresentation for that first 2 years, if we catch that, then the contract is voided and you'll just simply get your money back and that's the end of that, okay? Fraud, of course, is deceitfulness, and so therefore that will go at any time. It could be 10, 20, 30 years down the line, okay? And then, there, of course, there are four other ways insurance companies could terminate the contract at, or deny a claim. Material misrepresentation, which, of course, like I said, is the first 2 years. Fraud, of course, which goes on for forever today. Non-payment of your premiums, obviously, there's only that 30-day grace period with the exception of universal life, which has a 60-day grace period, okay? And, of course, payment against public policy. So I hope this was useful, and we will see you next time. Thank you for watching.